Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an đã mật phục, vây bắt không ít vụ trộm chó với số lượng lớn, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra. Mới đây, mạng xã hội lại lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ trộm chó. Tuy nhiên trong vụ việc lần này, người dân đã đoàn kết vây bắt kẻ trộm, thậm chí dùng cả xe bò chặn bắt, khiến dư luận quan tâm. Theo bài viết được đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 tại một khu dân sinh. Thời điểm này trên đường vắng phương tiện qua lại, đột nhiên có một tiếng kêu thất thanh trộm chó của một người phụ nữ. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức chạy ra khỏi nhà, hòa cùng dòng người để vây bắt kẻ trộm. Trước sự truy đuổi của người dân, hai tên trộm đã phóng xe máy tốc độ cao bỏ chạy trên đường. Từ hình ảnh có thể thấy, trong quá trình truy đuổi người dân đã dùng cả những vật dụng thô sơ nhất như xe đạp, gậy gộc, bàn ghế, một số dùng khung gỗ để chặn đường, thậm chí có người dùng cả xe bò để truy đuổi. Thế nhưng với sự liều lĩnh và manh động, nhóm đối tượng vẫn vượt qua chướng ngại vật, tẩu thoát thành công. Tuy không bắt được kẻ trộm, nhưng đoạn clip sau khi được đăng tải vẫn thu hút được sự quan tâm chú ý. Nhiều bình luận khen ngợi cho tinh thần đoàn kết của người dân.